Ok nhá, xin chào tất cả mọi người trở lại kênh của mình nhá. Hôm nay chúng ta cùng nhau đến quay trở về game One Punch Man một chút. Chúng ta sẽ đi quay con tướng mới một tí là con sắc sống không? Thì nói chung là cái này mình đầu tiên mình sẽ dùng kim cương để mua cái vé đen cho đỡ tốn. Và sau tiến hành sẽ đi quay tướng này. Và trước khi vào nội dung chính của video này, đừng quên là like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Thì nhìn chung một chút là hôm nay mình quay video này trong ngày mùng 1 tháng 1 năm 2022, ngày đầu tiên của năm mới. Thành ra mình cũng muốn quay được game này về để làm cái video cho trọn vẹn một tí. Tất nhiên là lúc mình đang video lên có thể nó không còn là mùng 1 nữa, nhưng mà tuy nhiên mình quay ở thời điểm ngày mùng 1 nhé. Thì nói chung ở đây mình đã cố gắng hết sức dùng những gì mình có thể có để có thể quay được từ quay tướng, nhưng mà tuy nhiên có vẻ như kết quả nó không được cho mình, nó không được như mình mong muốn. Nên là lúc đầu tiên thì mình cũng có sử dụng ở đây là đầu tiên là kim cương để mua những cái vé bằng kim cương trước cho những anh em free thường hay chơi kiểu này. Sau đó thì tôi quyết định là thôi tôi cũng nạp nhẹ đây một chút để kiếm thêm vài cái vé đen thử vận may tiếp. Xong rồi tiếp tục lại nạp thêm chút nữa, lại thử kiếm vé đen, lại nạp thêm chút nữa để thử vận may tiếp. Cứ thế theo dần dần quay mãi không ra tướng thì cuối cùng dần dần về sau thành ra cái số tiền nó lại thành hơi nhiều. Thế thành ra thôi thì vô tình lại biến thành là đầu tư nick bất đắc dĩ. Thành ra thôi thì coi như thôi mùng 1 đầu tháng thôi, nó không được may mắn cho lắm, phải ăn cái bảo hiểm của game này. Nhưng mà mình cũng thôi thì cũng ráng quay nốt cho nó xong để có con tướng. Chứ bây giờ chẳng lẽ bây giờ chơi thì chơi giang dở. Nói chung là video này là mình thiệt hại kinh tế khá là nhiều, nó ảnh hưởng một số cái kế hoạch đầu tư nick của mình trong một số game khác. Nhưng mà thôi thì đằng nào cũng lỡ chơi rồi, và đang là ngày mùng 1 đầu tháng mình cũng không muốn nhọ nhọ cái kiểu không ra tướng. Nên thành ra mình sẽ cố gắng khô máu đến cùng. Nên thành ra ở đây mình sẽ mua vé và cũng như mua các cái gói có vé đen rất là nhiều nhá. Bạn có thể quan sát là mình sẽ mua rất là nhiều, đúng không nhỉ? Mình mua cứ mua ít một, cứ kiếm thêm 10 vé một, cứ 10 vé một, xong dần dần đến khi làm được bảo hiểm thì thôi. Nói chung là hôm nay nó không đỏ lắm, mùng 1 nó xui quá. Thôi dù xui cũng phải cố lấy tướng về để quay các bạn xem. Thành ra video này vô tình thành một video đầu tư khủng bất đắc dĩ nhá. Tại vì ra so với mặt bằng game One Punch Man thì đây chắc là lần nạp nhiều nhất của mình đấy. Đúng là con tướng mà cho mình cay đắng nhất đấy. Nói chung là hơi khốn khổ một tí như vậy. Mình thấy rất là nhọ, quay hoài nhưng không ra tướng. Thế mới chán, lần quay rất là đen, quay rất là đen. Và tất nhiên là mình cũng hay chủ trương quay gọn trong video. Thực ra thì mình có thể để qua vài ngày nữa để lấy thêm một số cái vé free được. Đây phát này ra lại ra ngay vì muốn thấy người vượt ngục, nhìn mới thấy tức không? Quay hết hơi mất một đống vé ra con Puri, cay không chịu được. Và lúc đấy mình mới đi ăn cỗ về, mình đang mệt nên là ra là mình cũng không có thu âm luôn lúc đấy. Nên bạn thấy một điều là mình không nói cho lúc mình quay video, mà mình sẽ lồng tiếng lại tại vì các bạn lúc đấy mình đang mệt. Đoạn sau mình mới quay trực tiếp. Còn cái đoạn này lúc đấy về vừa đi ăn cỗ về, mùng 1 đi ăn cỗ về nổi hứng đi quay con tướng là tí nó không ra con gì nên hồn. Ra ngay con Puri cay kinh khủng luôn. Sau tiếp tục lại đi nhận xuất quà, sau đó lại đi tìm cách nạp thêm để kiếm thêm vé, đúng nhỉ? Nói chung là đợt này mất khá nhiều nhá. Và tất nhiên là cũng được cái là nạp qua Zalo Pay thì mất ít tiền hơn. Nhưng mà tuy nhiên là vì mua quá nhiều gói thành ra cái tổng tiền mất cũng khá là nhiều. Nên là nói chung là một những video mà đắt đỏ trong đợt từ là mình nghèo giờ đây, cái video mình đầu tư cũng gần như là top những cái video mình đầu tư nhiều nhất. Bảo nó nhiều nhất từ đợt mình nghèo giờ thì chưa phải, nhưng mà cũng là top những video tốn tiền, đúng không? Rất tốn, tại vì mua rất nhiều lần mà bạn tưởng tượng là cái lúc đầu thì mua mấy gói 45-69 nghìn nó không đắt bao không đáng bao nhiêu không? Thì mấy gói đấy mình mua qua Zalo Pay cũng rẻ thôi, để đổi ra cái viên ngọc hồng đó mình đổi thành mua gói thì nó rẻ thôi. Nhưng quan trọng vấn đề ở đây là câu chuyện ở đây là khi chúng ta mua thất bại, ta mua và ta quay không ra tướng là câu chuyện khó. Thứ hai nữa ở đây nó có những cái gói, nó sẽ không phải là gói 100% ra vé đen mà sẽ là random. Thì nó xác suất có thể ra kim cương hoặc ra mảnh tướng hoặc là random ra tướng hoặc ra random ra vé đen, đúng không? Thì ở đây mình đang cần vé đen, nhưng mà đôi khi vận may nó không tới lại không ra vé đen thì chết dở. Còn những cái ngoài ra con số cái gói mua chắc chắn, và tất cả gói đấy có cái số lượng nhất định để ra rất là khó luôn. Nói chung tiếp tục mình lại vào quay tiếp rất là khổ luôn. Nói chung là hơi nhọ một tí. Mình cũng không nghĩ là đầu xuân năm mới lại đen như thế này. Nói chung là sau video này chắc cũng không bao giờ còn dám quay tướng kiểu này đâu. Từ sau video trở đi mình sẽ chăm chỉ tích kim cương để mua vé đen tích lũy. Để bao giờ mình ăn đủ bảo hiểm thì mình bắt đầu mới dám quay. Còn video này thôi thì bây giờ lỡ nào một tí vào rồi, sau này lỡ thêm tí nữa, cứ lỡ thêm một tí thì ra mất số tiền hơi nhiều rồi. Thì
Thôi thì lúc cuối biết là tốn rất nhiều tiền rồi, nhưng bây giờ vào lúc cuối thì chẳng lẽ bây giờ còn mấy chục lần quay không cố nốt thì tôi cũng quyết tâm lấn quay nốt cho xong. Chứ còn thực ra là nó rất là tốn nhá. Nói chung là quả đấy là mình khá là tốn kém, nhưng nên nói chung là chấp nhận để cho hoàn thiện video này. Vì đằng nào mất tiền rồi thì thôi cho nó bằng được thì thôi, đúng không? Nói chung là phát này rất là cay luôn, nói chung là rất là ức chế. Không ngờ đầu xuân năm mới có thể đen như vậy. Mất một số tiền khá là lớn. Ở thực ra là lớn ở thời điểm này thôi, so với mình ngày xưa không đáng bao nhiêu, nhưng mà ở thời điểm này với mình thì nó khá là lớn. Nói chung là thôi, đầu xuân năm mới không muốn mít tướng này thôi thì đã mất tiền, mất cho thật nhiều và lấy bằng được tướng. Còn các cái game khác thôi thì sẽ thay đổi kế hoạch nào một số game khác đi một tí, để làm sao lại đảm bảo vấn đề là vẫn có tiền để sinh sống và vẫn có tiền dự phòng, và cũng không, cũng chung là game vẫn được trọn vẹn. Tức là game này mình lấy con tướng này cố thì đồng nghĩa việc là game khác mình sẽ phải lấy tướng chậm đi. Không, thì cái kế hoạch lấy tướng mình sẽ bị thay đổi một tí ở các game khác, và game này phải cố cho bằng được đã. Thành ra bạn thấy là mình sẽ mua rất nhiều gói nhé. Đấy là mỗi lần mua vậy là cứ đi chui ra chui vào mất mấy trăm nghìn cộng dồn thì mất vài triệu đấy, khốn khổ luôn. Nói chung phải cố thôi, chả biết làm sao phải cố thôi. Và thường bạn thấy là mình sẽ quán mình mua làm sao cứ được khoảng tầm chục vé đi quay luôn. Nó cứ chục vé quay luôn thì sao, thì hy vọng sao nó có thể tiết kiệm được, nhưng cuối cùng vẫn phải ăn bảo hiểm, tại vì vận may không tới. Những cái lần ra tướng nó ra những con tướng nó không được như kỳ vọng, thậm chí là cũng lúc nó còn không ra được vé đen, thì nó rất là khổ luôn. Nó làm mình rất là chật vật trong cái video này, rất là cay cú, nhưng thôi cũng phải cố mà lên video cho các bạn xem, thật là chật vật luôn. Bạn thấy là ý là thấy là cứ thấy là cứ chui ra nạp vào liên tục, đúng không, để có thể là mua thêm vé. Tiếp tục lại quay về chỗ chiêu mộ, tiếp tục lại đi chiêu mộ tiếp, chiêu mộ X10 tiếp. Có những lúc tia hy vọng nó lé lên, nhưng có lúc nó lại bị dập tắt trong một chốc lát. Nói chung là loay hoay mãi cũng không được nữa. Thực ra thì khi mà mình quay lệch banner thì mình đã nghĩ đến việc là sẽ không được rồi. Nhưng tuy nhiên là xác định là sẽ cố cho bằng được nên chúng ta sẽ vẫn tiếp tục quay tiếp. Chứ còn thực sự là nếu mà đã ra một tướng SR không phải nữa thì gần như tỷ lệ gần như lúc đấy là hôm đó sẽ không ra nữa đâu. Nhưng mà tuy nhiên thôi, quyết tâm hôm nay ra cứ cố gắng thôi. Nói chung rất là khổ. được hôm nổi hứng đầu tư một tí thì cho mình mà mất nhiều tí quá. Mình lúc đầu chỉ dự kiến đầu tư khoảng tầm 500 một triệu thôi, nhưng phải sao số tiền nó lên nhiều hơn dự kiến. Nên tất nhiên là vẫn nạp trong tinh thần là nạp xong thì nhỏ nhỏ một tí thì vẫn còn tiền tiêu, chứ còn nếu mà nạp xong hết sạch tiền tiêu thì không dám nạp đâu. Chẳng qua nữa, nó mất nhiều hơn mình dự kiến thôi, thì ảnh hưởng vấn đề kế hoạch game khác thôi. Chứ mình cũng dự định là sẽ dùng một số tiền đó để nạp xong đợt Tết cho một số game khác, trong đợt Tết âm lịch. Chẳng qua bây giờ thôi thì mất game này trước rồi thì cái đợt Tết âm lịch nó phải hạ tiền xuống một tí để đảm bảo vấn đề cân bằng kinh tế. Chứ còn thực ra mình xác định là từ giờ đến Tết kiểu gì cũng phải tiêu đi khoảng tầm 3 đến 5 triệu vào game, dần như xác định như vậy rồi. Thì để lại khoản thẻ khoảng tầm trên 10 triệu một tí là được. Nên thành ra là, nhưng mà vì cái vụ của này thì ra dẫn đến việc là thay đổi kế hoạch của mình tí. Mình luôn phải đi tìm cách để đi kiếm mua gói gì. Thực ra lúc mình mua cái gói, đôi lúc mình thấy mình mua cũng hơi ngu. Tại vì thực ra game này không nạp thẻ nhiều nên không kinh nghiệm nạp thẻ lắm. Thế là đôi khi cái việc mình lựa chọn gói nó không được thông minh cho lắm. Nhưng tuy nhiên một điều thôi, cái gì mất rồi phải chịu thôi, vẫn lên vẫn quay tiếp thôi, để cố gắng làm sao cho bằng được. À, thêm một lần nữa nạp tiếp không được cái thôi thì trong thôi thì nó cũng có chút tiền đề thôi, đằng nào cũng đen thì cũng được cái là ăn bảo hiểm xong thì mình cũng sẽ có tướng. Để quá trình mình đi tìm kiếm cái bảo hiểm của game này. Cái thứ hai nhá, đây là bên cạnh việc bạn nạp thẻ qua cái trang của nhà phát hành đấy, thì bên cạnh việc là bạn có tướng, bạn có vật phẩm để bạn mua cái vé đen, thì bạn cũng được thêm một lượng kim cương nhất định. Thì cái lượng kim cương nó sẽ để cho bạn duy trì các hoạt động trong game hàng ngày, để bạn có thể tiêu pha hàng ngày một chút, rồi tiêu tiết kiệm một tí và sẽ giữ được khá nhiều cái lượng tài nguyên, cũng như là có cái kim cương để về sau bạn mua vé đen tích trữ. Để về sau vì sau đợt này không bao giờ dám quay kiểu liều nữa đâu, mình sẽ phải quay theo kiểu có đủ bảo hiểm mới quay. Nên thành ra mình sẽ có lượng kim cương để mình tích vé để chờ đủ bảo hiểm quay tiếp con tướng về sau. Còn bây giờ ở thời điểm hiện tại thì đúng là hơi nát một tí, nhưng thôi coi như là một cái tiền đề cho giai đoạn sau này. Phát này ra được tướng cam tiếp, nhưng mà rất tiếc là không phải là tướng mình cần. Chúng ta có thể so tài rồi, phát này ra Kabuto rất là buồn luôn. Kabuto rất là buồn. Lúc đầu thì ra Puri là con vé vàng không nói làm gì không? Puri vé vàng không nói làm gì, nhưng mà con vé đen đầu tiên, con tướng đầu tiên ra vé đen của mình, nó không phải là cái con Zombie Man, nó lại là con Kabuto. Một những con ám ảnh mình suốt trong quá trình mình quay tướng, cực kỳ khổ, cực kỳ ức chế. Ở thời điểm này mình đã quay mất 80 vé trên 120 vé. Rồi tiếp tục vẫn xem tiếp cái hành trình tiếp theo, mình quay tiếp những vé tiếp theo đến lúc đạt bảo hiểm 180 vé. Rất là khổ luôn. Rất là cay cú. À, để ý một chút là 180 vé mới ăn chắc được con tướng nhé.
Còn bây giờ bạn quay gần 150 fps được có 5 mảnh thì cũng chẳng làm gì được không? Tại vì bây giờ có 5 mảnh tướng, mình vào hiểu lúc nào là 5 mảnh tướng thì cũng qua cho bạn lúc cái mảnh còn lại đâu. Những con tướng hot, những con tướng mới ra thì chắc chắn là không ai dư mảnh cho bạn cái mảnh đâu. Và kể cả người ta cho được vài mảnh cũng sẽ không đủ được đâu. Nên chắc chắn một điều là bạn sẽ phải quay bằng được bảo hiểm, hoặc là quay bằng được ra tướng thì tốt, mà không ra được tướng thì phải quay bằng được bảo hiểm. Hoặc không thì bạn chấp nhận hy sinh một đống tiền mà không được gì thôi. Mà chủ trương của mình thì bạn biết đấy, nếu mình vẫn đủ tiền để sống thì có thể đôi khi nó tốn một chút xíu, mình vẫn sẵn sàng tốn để cho nó hoàn thành luôn trọn vẹn video, đúng không? Chứ mình không chơi theo kiểu là thôi thì nạp khoảng tầm 1-2 triệu rồi, thôi bây giờ còn 1 triệu nữa tốn quá không làm nốt 1 triệu, mình sẽ không làm như thế. Trừ trường hợp mà mình chỉ còn đúng 1 triệu để mình sống thì mình sẽ không làm như thế, thì mình sẽ dừng. Còn nếu mà mình vẫn còn tiền để sống thì mình sẽ cố gắng cố một tí để cho bằng được tướng. Sau đó mình sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ hơn để kiếm thêm tiền bù lại cái chỗ đã mất đó, đúng không? Để ta cân bằng lại cuộc sống. Nên nói chung là hơi khổ một tí thôi, hơi nhọ. Nói chung là đầu xuân năm mới ăn quả bảo hiểm là đen lắm. Nhưng mà mong sao trong quá trình sau này chơi game này cũng như một số game gacha khác sẽ không đen như thế, đúng không nhỉ? Nếu tôi phải mua thêm một số gói rất là đắt, đúng không? Bạn thấy toàn mấy trăm nghìn một gói thôi, nên rất là đắt luôn. Những gói này mà để ý mà những cái gói này gói random nên có thể ra 8 vé, có thể ra 14 vé, có thể ra 33 vé, không nhỉ? Thì mình sẽ hy vọng nó ra vé cao. Tất nhiên mình chấp nhận, nhưng mà nếu đen nó ra kim cương thì cực kỳ khổ. Tại vì nó sắp ra kim cương mảnh tướng không? Như vậy thì mình sẽ rất là hy vọng sẽ ra được cái vé đen thôi. Thì nói chung là mình mua với sự kỳ vọng, chứ bây giờ bạn bảo bây giờ mua những gói kia thì biết bao nhiêu cho đủ, đúng không? Bây giờ nếu bạn hên một lần, ví dụ bạn hên phát được 33 vé thì có phải bạn đỡ được bao nhiêu gói khác phải mua không? Thì tất nhiên, nhưng mà tất nhiên rủi ro nếu bạn không ra kim cương chẳng hạn thì bạn sẽ bị mất cơ hội có vé đen thì lại tốn nhiều hơn. Thành ra cái người chơi này cũng may rủi thôi, đúng không nhỉ? Nó gacha từ chỗ kiếm vé đen cho đến chỗ quay tướng, cả hai thứ đều gacha. Gacha cộng gacha ra siêu gacha, thành ra hôm nay cực kỳ đen luôn. Tiếp tục quay tiếp và tiếp tục chuẩn bị tuyệt vọng tiếp. Quay rất là bất lực, quay không thấy tướng đâu, rất là bất lực luôn. Cực kỳ bất lực, một ngày vô cùng bất lực trong ngày đầu xuân năm mới. Cực kỳ bất lực. Ức chế tột cùng, ức chế tột cùng. Bế tắc. Không thể nào ra được tướng. Một lần hiếm hoi mà quay đến tận lúc bảo hiểm mình vẫn không ra được tướng. Rất là khổ. Nhọ kinh khủng luôn ấy, lần nhọ nhất trong đời ấy. Và thấy không, quay gần như không thể ra cái gì ngon cả. Và đây mình lồng tiếng lại thì mình biết kết cục của mình rồi. Nên mình không quay trực tiếp đấy, mình mới đi ăn cỗ về mình khá là mệt. Mình khá là mệt nên mình không quay tiếng trực tiếp. Mình cứ thong thả mình quay tướng trước rồi về sau mình lồng tiếng sau. Còn đoạn bắt đầu mình nâng cấp tướng bắt đầu mới là lồng tiếng trực tiếp. Là quay mới là thu tiếng trực tiếp. Và thấy hiện tại bây giờ mình đã quay 120 vé rồi vẫn không ra. Một cái sự ức chế tột cùng. Lại phải cố tiếp. Và đấy là các gói càng về sau lượng vé càng nhiều lên, rồi cái rủi ro hụt cũng càng nhiều lên. Và đặc biệt cái số tiền cũng sẽ càng nhiều lên. Và nó chỉ giới hạn số lượt nhất định thôi. Cực kỳ ức chế, cực kỳ khó khăn. Biết là bị game nhử nhưng vẫn phải cố. Cố cho trọn vẹn video. Chứ chẳng lẽ bây giờ đập vài triệu vào không lấy được con tướng thì thật là buồn cười, đúng không? Thành ra phải cố gắng. Mặc dù rất là tức, tức lắm. Mà lỡ đâm lao thì phải theo lao thôi. Chứ còn bình thường thì không thì cũng chả quay đâu. Nói chung là tôi đây là lần hiếm hoi mình ấy. Và sau khi mình đầu tư mất số tiền khá này để mình lấy con này về thì tức là mình phải chơi game này chăm chỉ hơn, nhiều hơn nữa. Bình thường đã chơi chăm rồi thì bây giờ phải chăm nhiều hơn nữa. Để thôi thì mất tiền rồi thì cũng dáng cho nó mạnh lên một tí, để đẩy đích mạnh lên thôi. Chứ bây giờ mất đống tiền rồi vẫn chơi yếu xìu thì chết dở. Thế ra phát này cho mình động lực để mình chơi tốt hơn nữa. Tại vì ngày xưa bạn phải nhớ một điều là ngày xưa người ta khinh mình yếu, người ta không cho mình đi hoạt động linh tinh cùng. Nhưng bây giờ bắt đầu mình sẽ khá hơn khi mình có những thứ xịn hơn thôi. Thì khi mình đi một số hoạt động vớ vẩn, ví dụ như kiểu đi cái khiêu chiến chẳng hạn thôi, thì lập tức người ta sẽ cho mình vào trong team. Và như vậy cái cơ hội mình kiếm nâng cấp sức mạnh mình sẽ cao hơn. Nên mình sẽ coi như một cái cơ hội để mình có thể vượt nick mình lên. Tất nhiên sẽ rất là khó vì mình là không đều, nhưng mà mình sẽ lấy lợi thế có tướng sớm. À, một cái bảo hiểm cực kỳ khổ. Và sau bảo hiểm mình sẽ chừa, không bao giờ dám làm điều này nữa. Sau bảo hiểm này mình sẽ làm theo hướng là tích đủ bảo hiểm mới quay. Không dám quay liều nữa. Các bạn lần trước con chim ấy, con phượng hoàng ấy, mình quay hên xui nó ra được. Thành ra mình lại kỳ vọng quá nhiều con này, mình nghĩ là mua thì đen lắm, mất khoảng tầm 100 vé nó sẽ ra. Nhưng không thể ngờ đấy cùng với ăn tận bảo hiểm. Cái lượng vàng mất càng, cái lượng tiền mất càng ngày càng nhiều. Vô cùng tuyệt vọng, quay trong sự bế tắc cực kỳ, bế tắc tột cùng.
Ở đây vì lúc nãy mình ấn nhớ nhầm quay nhầm x1 nên nó không tròn, nên mình cũng muốn thử cố để cho tròn 10. Mình muốn đổi cố tí cái tiền tệ để mình ấy cho 10. Ở đây cũng là cái bên nhận số cái quà nạp thẻ, tức khi bạn nạp thẻ mức nhất định mình sẽ nhận cái quà. Vậy như vậy thấy là điều là bây giờ hiện tại mình đã nạp đến mức khoảng tầm 3 triệu không? Và một tức khoảng tầm hơn 3 triệu rồi. Tức là ngày xưa game này mới ra có nạp khoảng tầm hơn 1 triệu. Thì bây giờ trong cái video nó khoảng tầm 3 củ nữa. Khoảng mình không đếm chính xác, khoảng tầm đấy. Như vậy bạn thấy là tổng game này mất 4-5 củ rồi. Rất là khổ. Nói chung là để bảo mỗi khi mà xác định chơi một game nào đó ấy, thì gần như mất lượng tiền cũng sẽ khá là lớn. Đó là lý do vì sao một số bạn cũng bảo mình chơi game này đi chơi game kia mình rất là ngại chơi. Tại vì nếu mà chơi tử tế một tí ấy, thì cũng sẽ có lúc bạn sẽ nạp tiền vào. Và khi bạn đã nạp tiền vào thì cái rủi ro bạn ảnh hưởng vấn đề duy trì game rất là khó, đúng không? Bạn chơi chay bạn sẽ không làm được gì, đôi khi bạn sẽ phải mất chút tiền. Mất chút tiền rất là khó. Không ấn nhầm phát thì đỡ mất tí cái chỗ đổi cái này. Cái chỗ này đổi vé đen, mua một cái vé đen này đơn giản vì đang lẻ 9 vé. Để mình sẽ hy vọng là quay 10 vé ra luôn thì mình đỡ mất công phải mua thêm các gói tốn tiền không? Nhưng rất tiếc là sau khi mình cố xong mình vẫn quay không ra. Thế mới khổ. Nói chung là một ngày rất đen đủi. Rất là xui xẻo luôn. Kiếm hết hơi được 10 vé lúc quay nó vẫn không ra. Đấy là những cái nỗi buồn trong ngày đầu xuân năm mới. Nếu như ở đây vấn này, nhưng mà tướng này loài người luôn là thứ phá hoại môi trường này, cái câu này bạn biết ngay là vaccine man đúng không? Nó vẫn ra lời. Buồn lắm. Nó phải ra cái câu nào mình chưa đọc bao giờ mới có hy vọng ra đúng tướng. Nhưng mà ra kiểu này rất là buồn. Cay lắm nhưng vẫn phải nở nụ cười trên môi thì không biết kêu sao được không. Đại cơ lại tiếp tục phải đi nạp tiếp để mua thêm gói. Rất là khổ. Ở thời điểm này mình đã quay 151 lần trên 180. Như vậy chắc chắn phải quay cố nốt cho xong thôi. Nó bị lẻ một vé nó hơi cay. Lẻ một vé hơi cay vì ấn nhầm. Và càng lên cao thì cái xác suất vật phẩm sẽ càng tăng lên không? Cái rủi ro sẽ kèm theo nữa khi mình mua cái gói random. Tất nhiên có cái gói chắc chắn thì mình thích thử vận may để xem có đỡ đồng nào không. Nhưng đôi khi nó đen thì không đỡ đồng nào có tốn nhiều hơn. Thành ra cũng rất là khổ. Gói nó rất là đắt đỏ. Tất nhiên thì nó cái nhất nó là cái là nó gacha từ cái chỗ lấy vé nhá. Nó gacha từ chỗ lấy vé. Nên thôi sau lần này rút kinh nghiệm lần sau không dám liều nữa. Mỗi lần liều mất mấy củ này chết dở. Đây phát này phát đen này, phát này không ra vé đen mà lại ra kim cương này. Tại vì vào đây bạn hiểu là kim cương nó chỉ cho mua 36 lần trong một đợt đúng không? Và như vậy bây giờ hiện tại mình đã hết, mình đã mua xong 36 đấy rồi thì bây giờ mình có nhiều kim cương mình cũng không thể mua thêm vé. Nên bắt buộc phải mua sang các gói khác để mình kiếm thêm vé. Đây là cái nỗi khổ. Ở đó tiếp tục vào quay thêm tiếp. Và nỗi buồn tiếp tục nối tiếp nỗi buồn, nó vẫn không ra. Một cái trải nghiệm quay rất ức chế, quay hoài không ra. Buồn kinh khủng. Những cú đấm trong tuyệt vọng. Không một màu cam nào lóe hiện cả. Và đây cũng là lúc mình đưa ra quyết định cuối cùng. Chấp nhận tốn thêm một phát nữa để mua cái gói chắc chắn 20 vé để lấy đủ bảo hiểm luôn. Chứ không để mua cái gói random nữa. Đầu tiên gói random rất là đắt. Cái thứ hai là nó hên xui quá. Mấy lần đầu tiên mua gói random ấy thì nó hên là ra được vé đen. Nhưng cái lần gần cuối vừa rồi mình lại không ra được vé đen nữa thì mình sợ, mình không dám mua nữa. Nên mình mua cái gói chắc chắn. Mình mua cái gói chắc chắn lấy vé. Nhưng mình không dám mua túi random nữa. Tại vì phát rồi nó cho mình quả cay đắng quá. Nó cho mình ra kim cương. Thì phát này mình mua cái gói này lấy 20 vé chắc chắn. Để mình lấy chắc chắn bảo hiểm. Và tất nhiên là ra thêm tướng thì càng tốt, không ra được phải chấp nhận thôi. Mình phải chấp nhận hy sinh một thứ gì đó. Chứ cái gói kia mất rất nhiều mà nó hên xui thì cũng rất rủi ro. Tất nhiên là nếu bạn là người có tiền mà đầu tư đều thì bạn mua gói nào nó không quan trọng. Nhưng ở đây vì kinh tế mình giờ này nó không tốt lắm. Thành ra là cũng phải chấp nhận hên xui. Và nói chung được cái thì vẫn may một chút là nạp qua ZaloPay sẽ đỡ lượng tiền nhất định. Thì thường các gói mua qua ZaloPay sẽ đỡ tiền hơn. Nó giúp mình cũng đỡ rủi ro hơn. Và đây sẽ là những phát gacha cuối cùng để ta chốt hạ vấn đề về tướng. Sau đó ta tiến đến giai đoạn nâng cấp sử dụng tướng. Even when my
raindrops start to dry. And even when the sun begins to shine again, I've taken all the advice there is and none of it has helped. I'm so tired of love songs, sick and tired of love. Mình đi tìm mấy cái gói mua cái vé chắc chắn để mình mua, để lấy 20 vé chắc chắn để lấy bảo hiểm. Bà nhìn số tiền là 729 thì ra tổng tiền mất thực sự sẽ ít hơn, nhưng mà ít hơn nhưng mà vì mua nhiều gói như thế quá ra là cái tổng tiền mất vẫn rất nhiều. Như vậy ở đây những phát quay cuối cùng, những cú đấm mình đầy hy vọng, mình chỉ mong là sao cứ chừa cứ 10 vé là được tốt nhất, đỡ là vé nào hay vé đó, nhưng rất tiếc là không được, nó vẫn bắt mình phải quay những phát cuối cùng. Và tiếp theo phát X10, phát X10 cuối cùng, phát thứ 180 không nhỉ, những lần quay thứ 180, chính xác 181, tại vì nãy mình quay lẻ một vé. Và sự tuyệt vọng đã ngập tràn. Và phát này cuối cùng mình đã phải ăn bảo hiểm để lấy tướng về. Một sự cay đắng thôi, mình phải ăn bảo hiểm để lấy tướng về. Rất buồn nhưng mà cũng phải chấp nhận để hoàn thành video này. Này ra nếu bạn nào thấy video này đồng cảm với mình trong video này, đừng quên là like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình, thậm chí là ủng hộ donate thêm cho mình để mình có thêm kinh phí làm kênh này. Và sau khi vật vã lấy được tướng rồi thì ta bắt đầu đến giai đoạn nâng tướng nhá. Khổ lắm, tướng này khổ lắm. Nói chung là tướng này thì cái nó sẽ có cái co, nó có tướng có cái co đấy. Đầu tiên bây giờ nói chung là chơi được cũng phải cố gắng mở được cái, tất cả cái kỹ năng làm tí thôi. Nhưng cố lên khoảng tầm 3 sao thì không biết lên được không, mình không biết. Ở đây thì để với đội hình con này một chút thì cũng phải lưu ý mà một chút, ở đây là con này nó chỉ dùng hai hệ. Bình thường mà để ý các tướng thì thường sẽ có 4 hệ không, nhưng mà con này chỉ có 2 hệ thôi. Nó chỉ có 2 hệ thôi. Hệ này gọi là hệ gì mình quên bố tên rồi. Ức chế quá, quên luôn cả tên rồi. Hệ này nó gọi là hệ vũ trang, và cái hệ bên này là hệ giác đấu. Thế nó chỉ cần hệ vũ trang và hệ giác đấu thôi. Nhưng mà tuy nhiên cái số lượng sẽ cần nhiều hơn. Bình thường các tướng khác là 4 hệ, ví dụ như là con đồng đế nó sẽ là 4 hệ và mỗi hệ cần một con thôi, thì con này sẽ là 2 hệ nhưng mà cần số lượng nhiều hơn. Nó sẽ cần hai con giác đấu, một con vũ trang và 3 con giác đấu. Cái vấn đề khổ là cái chỗ 3 con giác đấu là cái con phiền phức nhất. Nó dẫn đến việc là vì sao phải để chơi team này. Đầu tiên ở đây là những con tướng SR mình có thể có. Thì bây giờ mình chấp nhận một điều là phải vứt đi con Vaximen. Mặc dù mình không muốn vứt đâu, nhưng mà mình chấp nhận vứt đi để lấy cái con cao thủ ba nỗ vào để thêm một con hệ giác đấu. Thì bây giờ mới có thể đủ được 3 con. Bên cạnh đó những con hệ giác đấu khác, bây giờ mình chỉ còn mỗi con Vuri. Và con này mà biết nó tệ hại như nào đúng không? Không thể chơi được. Có thể một số bạn nào chơi nó khỏe không biết, nhưng mà với mình không thể cho nó khỏe được. Những con khác phẩm chất quá thấp thì bỏ qua. Còn con giác đấu khác tuy là SR có thể khá là ok, nhưng mà vẫn có thể ok dùng được là con mặt nạ ngọt ngào không? Thì phải chơi tạm con này vào. Như vậy mình có hai con giác đấu vào, kết hợp với con Kabuto nữa là con mình đang chơi sẵn rồi. Vậy như vậy mình sẽ được cái đội hình có 3 con giác đấu để kích hoạt cái co của cái con Zombieman này, con sắc sống di động đúng không? Còn con rán là con mình ưu tiên nhất rồi thì ok rồi. Còn cái bản chất con sắc sống nó là một con vũ trang rồi, mặc định sẽ kích hoạt cái vấn đề vũ trang rồi đúng không? Thì với lại và con chim là con cũng khá là mạnh nên cũng phải giữ con chim lại. Như vậy ở đây cái đội hình mình sẽ xây dựng cái đội hình này trong thời điểm hiện tại. Nói chung có thể nó không phải đội hình đẹp nhất, nhưng bây giờ hoàn cảnh hiện tại thì phải chơi như vậy. Và thấy một điều bây giờ thì con tài nguyên mình không có nhiều, mình toàn chơi chay chính. Đợt này nổi hứng đầu tư, vô tình thành đầu tư, mà chủ yếu chỉ đi quay tướng thôi, nên tài nguyên mình sẽ không có nhiều. Như vậy mình sẽ phải đi dùng cái giải pháp là thu hồi một con tướng khác lại để chơi. Thì hiện tại bây giờ mình không chơi con Samurai nữa, thì mình sẽ thu hồi tài nguyên con Samurai về để dồn nâng cái con sắc sống di động lên. Tại vì con Samurai, con sắc sống này nó sẽ cùng một hệ với nhau đúng không? Thì mình sẽ hành thu hồi về để nâng cấp lên. Ở đây mình chưa sử dụng hết cái vé thu hồi, chắc sẽ còn vé thu hồi để thu hồi con Samurai thôi. Dùng trùng sinh đúng không? Đây là thu hồi không? Thu hồi ở đây có thể thu hồi được những cái tăng sao, có nên thu hồi được cả cái vật phẩm này không nhỉ? Mình nghĩ là cái này thôi, có để từ từ, với cái này vật phẩm riêng không? Thì cứ thu hồi trước mắt cái gì thu hồi cái vấn đề này đã. Ở đây thu hồi thì bảo mất 5 thì thu hồi 100%, mất thêm 50 à? Thì thu hồi 100% bố thì cho xong không? Đấy thì mình lấy cái đống nguyên liệu này về thì bây giờ tiến hành mình nâng cấp con này lên cho dễ. Đó, ý là giải quyết vấn đề lúc đầu cho dễ. Tiến hành nâng cấp này nhá. Sử dụng những cái bình kinh nghiệm để nâng cấp lên này. Khổ lắm. Cố là con tướng mất mấy củ. Đúng là đầu xuân năm mới chưa gì mất tiền rồi. Nên giờ tới phải đi tiết kiệm lại một chút. Tại vì cố con này rồi, tức là người khác phải tiết kiệm lại thì mới đảm bảo vấn đề kinh tế được. Bây giờ tuy là lấy xong vẫn không hết tiền đâu, nhưng mà tuy nhiên một điều là nhớ hôm nay ốm đau bệnh tật gì đó lại thiếu tiền không, thì ta vẫn phải tiết kiệm lại. Và cái này nói chung con này lấy vẫn được phép lấy cố, tại vì đơn giản là nó không ảnh hưởng nhiều cuộc sống. Chẳng qua nó chỉ làm một cuộc sống nó hơi bấp bênh một tí, nhưng vẫn đủ cho mình sống cuộc sống cơ bản, thì ta vẫn thể duy trì được.
Nói chung là phải đi thay đổi kế hoạch một số game khác để đảm bảo vấn đề duy trì cuộc sống ổn định. Tại mình chơi rất nhiều game, mình việc mình duy trì các game rất là khó. Nó không như các bạn chơi một game, nạp mỗi một game thì đơn giản. Nên mình chơi rất nhiều game, sao duy trì sức mạnh các game rất là khó. Cái này nâng cấp lên một chút. Nói chung con này ở thời điểm hiện tại chắc đánh giá là một những cái core mạnh nhất của game hiện tại không? Tính cái thời điểm hiện tại của cái server của bên Việt Nam thôi thì chắc là có lẽ nó sẽ là cái core mạnh nhất. Đầu tiên là vì nó mới ra. Cái thứ hai anh em cũng đồn thế thì biết thế. Thì mình còn chưa đọc nó có cái gì cơ. Đây nâng cấp tiếp lên đi. Như vậy nâng cấp phải sẽ giúp con này lên nhanh hơn, giúp mình có sức mạnh nó cao hơn tí không? Chúng mình cố gắng nâng mạnh nhất có thể, nhưng có thể trong video là chưa mạnh hết cỡ. Tại vì đơn giản là điều mình đang gắng nâng lên, tức là nhiều thứ mình sẽ chưa có. Thế ra mình sẽ rất là khó để nâng hoàn thiện ngay. Mình cố gắng là nâng từ từ lên thôi. Nói chung là cái gì không có dài là giống dài nào. Cứ cố một tí thành ra tốn kém quá. Và cái lúc nhận ra tốn kém quá rồi, đấy là lỡ quay nhiều quá rồi thì phải cố nốt thôi. Thành ra nó hơi tốn một tí. Từ mình nâng cấp lên tiếp cho nó cao nhất có thể đi. Cố gắng nâng lên cao nhất có thể. Vẫn có thể nâng thêm phát nữa. Đấy, và thấy là khi mình trùng sinh xong, mình nâng xong thì sẽ rất là nhanh. Còn nếu bây giờ mình nâng từ level 1 lên mà mức bình thường ấy thì còn lâu mới đủ đúng không? Nâng kiểu vậy thì mới nhanh được. Tại là Samurai thì xác định không dùng con Samurai rồi. Nói chung mình chơi team thêm về quái vật nên mình sẽ tiên những con quái vật. Và con ba lỗ bắt buộc phải dùng thì đơn giản vì sao? Tại vì không có nào quái vật hệ vũ trang nữa để có thể hệ giác đấu nữa để vứt vào cả, phải dùng tạm để kích hoạt thôi. Còn hơn là dùng con Puri đúng không? Còn hơn là dùng con vượt ngục đúng không? Bây giờ tiếp tục nâng cấp tiếp lên nào. Nói chung là hai mấy tuổi đầu rồi vẫn chết vì gacha. Hai mấy tuổi rồi vẫn chết vì gacha. 20 năm kinh nghiệm chơi game cuối cùng vẫn chết vì gacha. Rút kinh nghiệm lần sau không ham gacha nữa. Không, nếu mà giàu lại vẫn ham bình thường đấy, tại giờ này đang nghèo nữa. Ok, chỗ kinh nghiệm kia không cần thiết lắm, từ từ đã đúng không? Rồi bên kỹ năng chúng ta tiến hành nâng cấp kỹ năng lên. Đột phá đi. Và đi tăng sao trước đi. Nói chung là buồn lắm không? Cái mảnh này dùng cái đổi mảnh vạn năng đi. Để nâng cho nó nhanh. Để mấy cái để mình mở mấy cái kỹ năng đầu tiên không biết mở đủ chưa nhỉ? Nó có mấy cái kỹ năng mở nốt cho nó xong thôi chứ để lại nó cũng phiền. Đây mở ít nhất là mở hết kỹ năng, cái vấn đề nâng cấp cái level đây thì tính sau, chứ mai mình chưa mở hết cái kỹ năng đó thì mới chơi được. Thì bây giờ nâng con tướng mà không mở được kỹ năng đánh nấm cái nỗi gì đúng không? Rồi nâng tiếp lên. Cái này về nhân vật phải đạt 3 sao, mình chưa được đi tăng sao quên mất. Được đổi tiếp mảnh đi, nói chung cái này đổi lấy khoảng tầm 25 mảnh luôn đi, không thằng nào rồi phải đổi. Đấy là mình vừa đủ để nâng lên 3 sao đúng không? Thì có cái mà chơi khổ lắm. Ở cái này từ mấy chỗ kia từ thằng nào đang thiếu cả cái này đúng không? Cái này đang thiếu nốt thì cứ từ từ. Rồi sang bên tiềm năng mở cái tiềm năng nó một tí đi. Nói chung là xót ruột lắm, xúc động quá. Hôm nay video xúc động. Buồn rơi nước mắt. Nâng cấp lên một chút. Lâu lâu không nâng, cảm giác nâng cũng được đúng không? Cái này vừa khít mảnh tím luôn rồi lên được một sao tím không? Tiếp mở tiếp cái này ra. Cái này nâng bây giờ chắc là không đủ nâng cao đâu, cứ nâng được bao nhiêu thì nâng thôi. Ở cái kia từ từ sao nâng nốt thôi. Cái chỗ trưởng thành mình sẽ nhận thêm được cái mảnh sắc sống này. Tiềm năng thì hiện tại chắc chả giải quyết gì rồi. Tăng sao thì kể càn quét thêm một tí thì nên để tăng sao lên. Nói chung là buồn lắm. Hôm nay một cái ngày khởi đầu năm mới rất là buồn. Mình mong là thôi thì Nick sẽ mạnh lên một tí cho nó an ủi phần nào đó không? Chứ khổ lắm. Người ta bảo khi bạn đã đen thì làm cái gì cũng đen không? Lúc bạn đang không thành công thì làm cái gì cảm giác mất tiền. Lúc bạn thành công thì bạn làm cái gì cũng ra tiền. Thế mới chán. Lúc thành công bạn quay gacha toàn quay phát ra luôn. Và lúc bạn thất bại nhá, bạn quay mua hết mắc bảo hiểm mới ra được. Thế mới khổ. Đột phá thì tí nào hay tí đó, có nói chung con này phải nâng nhiều, con này sẽ xác định chơi dài phải nâng nhiều, đúng không? Thế cái mảnh nữa có thể đổi thêm tí được, nhưng mà cái từ từ cũng không vội lắm. Chung cái gì có số cái có thể từ từ được, đúng không? Chung là muốn nhanh thì cũng phải từ từ. Dùng nâng cấp cái này lên tiếp. Thế nhưng mình chỉ nâng cố trong cái phạm vi của video nhé. Còn tất nhiên câu chuyện nâng sẽ là câu chuyện đường dài, không phải câu chuyện trong video này thôi. Nó còn rất nhiều thứ khác phải nâng tiếp.
trường cũng mở được lên được ba bốn sao, mở được các kỹ năng như cũng là chơi tạm tạm rồi, thì với các bạn top mới khó, chứ với mình yếu thì tầm 3 sao là chơi bắt đầu chơi được rồi. Đã cố gắng nâng lên rất nhiều đấy. Được cái đợt này có kim cương nhiều thì chơi sẽ thoải mái hơn so với việc không có kim cương. Ở đây mình vừa rồi mình chỉ tập trung vào lấy vé, sẽ có rất nhiều cái gói, ví dụ như ở những cái thẻ counter pass, à quên nhầm, những cái thẻ như kiểu thẻ battle ấy, cái thẻ để lấy thêm quà thì sẽ không mua, không, tại vì nãy mình đã dồn quá nhiều cho mấy cái này rồi. Ở cái kia để từ từ, đúng không? Ra ngoài như là còn cái chỗ gì à, còn cái này, cái chỗ tai họa bất ngờ qua mất rồi, có cái nhiệm vụ liên quan đã định ra đánh cố mà nó qua mất rồi. Ở đây xem nhận thêm thưởng gì không nhỉ? Đây nâng lên 3 sao thì nhận thêm chút thưởng an ủi nhỉ, chứ nhận thêm một số cái quà an ủi thôi. Nhận thêm một chút lực. Ở đây có cái gói này mình sẽ không mua, mặc dù mình rất cần mảnh nhưng mình sẽ không mua nhé. Tại nó mất quá nhiều tiền cho khâu quay tướng rồi, nên không cần cố đấy nhé. Tướng từ từ kiếm dần dần. Bây giờ tiếp tục quay về nâng cấp tiếp, xem túi đồ có thêm cái gì không đấy. Ở đây sẽ có cái mảnh lựa chọn ấy này. Cái này dùng mình sẽ chọn bên chọn gì? Dương chọn SR vạn năng không? Dùng đi. Mình sẽ chọn sang bên quái nhân để nâng cấp cho nó nhanh nhé. Được 20 cái, được thêm 20 mảnh đấy, sẽ nhanh hơn. Mở mấy cái giường dẫn thêm cái gì hay cái đó không? Vũ trang tâm linh công nghệ giác đấu à? Nó là hệ vũ trang thì cái đấy là hệ vũ trang, chọn cái này. Cho đôi khi đầu tư bất đắc dĩ. Giờ quay vào đấy tiếp nhá, quay vào đấy tiếp. Ấn nhầm, lại vào nhầm chiêu mộ, đã cay chiêu mộ chứ cứ vào nhầm chiêu mộ. Quay về Zombie Man tiếp tục đi vào chỗ gì à? Tăng sao này đổi mảnh sang nhé. Quá. Chọn nhầm à? Tôi nói mình chọn nhầm anh hùng à? Tôi nói mình tưởng mình chọn nhầm, mình chọn quái nhân nhỉ? Chọn nhầm anh hùng à? Cái mảnh đâu hết rồi? Có chọn nhầm sang bên anh hùng không vậy? Đâu nhỉ? Mảnh vạn năng quái nhân SR đây, xong dùng được. Hay là bên... Ôi địch mảnh đó! Nó bên anh hùng à? Ôi thôi chết tôi rồi! Con này bên anh hùng. Mình lại nhầm nó bên quái nhân. Zombie này bên anh hùng à? Nó đâu phong quá chứ. Con này nghịch dại làm ngu rồi, lại ngu lần hai rồi. Đúng là lúc mất tiền làm gì cũng ngu. Khổ thật đấy, con này làm dại quá. Nó bên anh hùng thì ấy chọn mẹ bên quái nhân, khổ thế không biết được. Thôi, để anh kiếm mảnh từ từ vậy. Đúng là cái lúc mất tiền nó mất đi sự minh mẫn. Cay thế không biết. Nhầm bên khổ, cay thế nhầm bên. Thôi đi tăng cái này lên tí vậy. À cái này phải đi treo có thêm có vật phẩm để tăng không? Để nâng tí còn ba lỗ dùng tạm vậy. Cay thế không biết là mình nhầm, mình cứ nghĩ là zombie, cứ nghĩ là quái vật nhưng mà nó là bên anh hùng mới đau chứ. Cái chữ anh hùng to lù lù ở đây mà không đọc thế mới chán, khổ thân tôi không ấy chứ. Không ra, chấp nhận thương đau rồi. Rồi đi sang bên con ba lỗ nào. Ba lỗ phải cố nâng được bao nhiêu thì nâng thôi, nên là con ba lỗ phải nâng lên một chút thôi. Con ba lỗ thì không rút được con nào cả, vì những con đấy đều dùng cả, không những cái con mà mình đang nâng đều dùng cả, thế ra mình đi nâng lên từ từ đó. Buồn, hôm nay buồn đấy, làm gì cũng sai lầm. Hôm nay là ngày rất là sai lầm nhé. Một ngày sai lầm, ngày đầu năm đã sai lầm thế này rồi. Không biết là năm tới có nhiều sai lầm hay không. Chứ mở màn sai lầm tràn trề thế này thì là căng thẳng quá không. Mở màn chưa gì đã sai lầm liên tục rồi. Sai lầm nối tiếp sai lầm. Không biết sai lầm sau có to hơn sai lầm trước không. Cái căng quá. Đột phá lên tiếp đi. Buồn, thật là buồn quá đi mất thôi. Thế mà ta cứ hát buồn làm chi em ơi. Thế buồn bỏ sư được. Bạn nào ủng hộ cho mình có thể donate cho mình thì mình gỡ vốn một tí nhé. Link donate ở phần mô tả video. Buồn quá. Cái này sẽ farm cố cho lên nhỉ, cái còn con Zombie Man giờ lên cố là hơi khó. Cố con này đi. Thật là buồn, sai lầm nhiều quá. Không thể tin có ngày có thể sai lầm trầm trọng như vậy.
Định mua thêm tí mà tiếc của quá. Nghĩ đến cảnh bây giờ vé thì tiền đã hết, vé đã hết. Chả lẽ giờ cho hết nốt cả kim cương thì hơi phí nhỉ. Có lẽ nên kiên trì chờ, à cái nhận tí phúc lợi nhá. Như vậy ở đây là tổng nick này nạp là 5.4 triệu nhá. Nhưng tất nhiên là không là tính cả cái đợt ngày xưa nạp nữa nhá, chứ không phải ngày hôm nay nạp 5.4 triệu, làm gì có 5.4 triệu mà nạp. Nhưng hôm nay nạp khoảng tầm 3 triệu. Còn cái chỗ còn lại của đợt trước, ngày xưa cái đợt mới ra game có nạp tí, cũng được tài trợ một tí của bạn Hiếu, có cho mấy có cho 500 một triệu rồi đấy. Thế ra là cũng được một tí. Còn bây giờ đợt này là bỏ tiền túi ra thì hơi sót. Đợt trước là tiền tài trợ cũng sót nhưng mà nó đỡ. Cày thế em biết. Thêm 7 triệu mấy có mảnh thôi, không ham 7 triệu mấy nhá. 7 triệu mấy chết đấy. Rồi giờ cứ quay về chỗ cũ nào. Chỗ tăng sao thì tăng lên một chút nào. Này mình hết. Thôi mua thêm tí, bỏ thêm chút, mua thêm chút lực đi. Thằng nào đang nhiều kim cương mua thêm chút lực cho nó farm nốt tí cái này cho xong. Nói chung là khổ lắm nhá. Nhiều khi mình nghĩ nhiều lúc sai lầm trầm trọng. Đầu óc nó không minh mẫn lắm. Cái kiểu mất nhiều tiền quá nó xót ruột, nó đau đầu, nó lú lẫn ấy. Nó khiến cái quyết định của mình trở nên sai lầm. Cực kỳ sai lầm đấy. Nói chung là ngày hôm nay từ lúc bắt đầu vào quay tướng là một sự sai lầm lớn rồi. Mà sai lầm đó không kịp sửa rồi. Bây giờ tìm cách khắc phục thôi. Mong là khi video này lên có thể ai đó sẽ donate cho mình ít tiền để gỡ vốn. Còn không có thì vẫn phải chờ các game khác ra cái gì đó để làm dịch vụ kiếm thêm thôi. Này cứ mở thôi. Cái này sẽ trùng với con Zombie Man thôi. Cùng một hệ thì thôi để ưu tiên nâng Zombie Man. Ở chỗ trưởng thành nhận thêm tí mảnh. Nói chung cái này anh gần đủ rồi, 395 với 410 gần đủ rồi. Quay về con dán xem có gì cải thiện không. Dán thì cơ bản nó vẫn thế đúng không? Cái kia thì chả muốn nâng sớm. Ghép tí rồi vui à? À cái này không đủ à? Thôi chả ghép cái này chứ, kệ bố đi. Nâng mấy cái này tí nhé. Nên mỗi phát xong hết thôi. Rồi mấy cái này đều cần cái điểm nhiều hơn, chứ phải đi treo thêm, cái này phải treo thêm hoạt động. Rồi tiếp tục sang con Amai, nâng con Amai một tí. Buồn quá, mở ra nào. Cái này không động vào nhá, cái này nó trùng cái con để ưu tiên nâng Zombie Man trước. Thiên Phú có thể nâng lên một chút đi, có rất nhiều điểm thì mở khóa nâng lên một chút đi. Ai trời, đầu xuân năm mới xui thế em biết. Con này để nâng cấp thêm một chút, cũng cho nâng cấp này được. Nói chung cái này căn bản phải nâng thêm mấy con để đi cùng để kích nó hơi mệt đấy. Con này được cái con ngon thôi chứ mấy cái khác vất vả lắm. Cái việc cái con nó cần tận 3 con rắc đấu làm cản trở cái con tướng sẽ được lựa chọn đi cùng ấy, nó rất là phiền toái. Con này mà không đủ cái bình kinh nghiệm mà nâng cấp cơ. Ôi trời, không nâng được, không đủ bình kinh nghiệm, hết sạch luôn, sợ thật. Rồi ok, từ từ á. Sao thể buồn như thế, ngày gì mà buồn thế không biết được. Ở đây xem con này chưa ấy rồi, con này là này chỗ tiềm năng thì à con này tiềm năng nâng lên tí đi. Niềm hy vọng còn lại của mình. Kabuto cái này từ từ. Thiên Phú Kabuto, Thiên Phú thì cứ nâng từ từ cũng chả vội lắm không. Một ngày thật buồn. Đêm nay biết có ngủ nổi không hay là cay quá không ngủ được.
Này cho ba lỗ lên cấp đi. À cũng chả đủ này, lên cấp nhỉ. 69 cần lên cấp 76 mà. Căng nhỉ. Con này cần cấp bao nhiêu? Con này cần cấp cũng 76. Đây 74 thôi, cái này cố con Amai lên trước vậy. Nó hơi tốn kém một tí. Năm tướng mình sẽ dùng đấy, nhưng mà nói chung là cảm giác mình cũng chưa được cao lắm thôi. Rồi ok, nói chung tạm tạm vậy đó. Trong video có lẽ chỉ nâng được tầm này không? Nâng cố thêm nữa chắc là chưa đủ sức. Xem qua một chút về cái khả năng của con Zubiman nhá. Tại mình cũng chả biết nó khả năng gì đâu. Quyết tâm lấy nó thì lấy vậy thôi, chứ ra chả biết nó khả năng gì. Ở đây ví dụ con này thì đây là kỹ năng đầu tiên, đây là súng bắn phá. Ở đây sẽ là tấn công mục tiêu đấy. Tấn công một mục tiêu địch gây sát thương bằng 120% tấn công, có 100% khiến mục tiêu dính trọng thương trong 2 lượt. Khi bị tấn công thì tăng thêm sát thương bằng 100% tấn công. Hiệu quả cấp kỹ năng cái này chỉ là tăng thêm thôi. Tiếp tục là kỹ năng thứ hai của nó, đây là kỹ năng lưỡi rìu báo thù. Ở đây sẽ tiêu tốn của bạn 2 điểm năng lượng. Ở đây là tấn công mục tiêu, tấn công một mục tiêu địch 5 đòn gây sát thương bằng 240% tấn công, đồng thời giúp toàn phe ta hồi HP bằng 100% sức tấn công. Tiếp tục là sang kỹ năng thứ ba ở đây nữa, cho đây là hồi sinh vô hạn. Sau khi bị sát thương chí tử, gây sát thương toàn bộ kẻ địch mà gì? Gây cho toàn bộ kẻ địch sát thương chuẩn bằng 60% tấn công, đồng thời có thể được tái sinh ở lượt kế tiếp, chỉ áp dụng khi đồng đội còn chiến đấu. Tái sinh sẽ khôi phục 10% HP bản thân gì? Trước khi gì? Ở đây vẫn còn chữ. Trước khi hành động, tối đa kích hoạt 4 lần. Bản thân tăng vĩnh viễn bằng vầy điểm sinh điểm HP. Tăng sao đạt 5 sao có thể tăng hiệu quả bị động. Nói chung là con này sẽ ra ná như con Phượng Hoàng của mình không? Con Phượng Hoàng hồi sinh khoảng tầm 3 lần, con này hồi sinh 4 lần. Nó còn nhiều hơn nữa cơ. Rồi sang bên này nữa. Ở đây nó sẽ có, đây là hiệu quả sơ cấp, đây là gì? Khi phe địch có nhân vật bị trọng thương hoặc nội thương, hoặc là phe ta có nhân vật tạo đá chắn, thì sẽ nhận được 2 điểm năng lượng mỗi lượt kích hoạt 1 lần. Điều kiện là ra trận một vũ trang 2 sắc đấu đúng không? Tiếp tục ở đây, tiếp tục đến phía sau là hiệu quả thứ hai ở đây, hiệu quả cao cấp. Mỗi nhân vật hành động sẽ giúp toàn phe ta hồi 4% HP. Mỗi nhân vật hành động nhé, duy trì trong 2 lượt. Gây ra nội thương thì sẽ tăng 20% nội thương. Điều kiện đây là ra trận là một vũ trang 3 giác đấu. Mình đã cho đủ 3 giác đấu thì mình sẽ kích hoạt tất cả cái này rồi. Nói chung con này nó sẽ là hồi sinh nhiều và búp máu nhiều đúng không? Đấy cái đặc điểm chính của con này. Còn nói chung là nó nhiều yếu tố khác nữa mình chả biết, nên chỉ đọc qua qua vậy. Con này phải đi tăng cấp cái này ấy nhỉ. Cái này có nên gỡ ra để nâng lại không ta? Thôi cái này cứ nâng trực tiếp luôn đi, cường hóa nào. Thôi cái này có vẻ hơi ít, chắc phải gỡ, cũng phải thu hồi bên con Samurai sang chứ. Còn Samurai không biết có cái gì để mà thu hồi không. Vài Samurai thử xem có cái gì để thu hồi nhé. Cái này còn chút để thu hồi, đang cấp 70, cái kia cấp 40 thì hơi ít thì không có gì lắm. Thôi thu hồi cấp 70 đi. 100% thì mất tận 207 vàng à. À 207 tiền kim cương à. Các bạn đang giàu thì cũng đang nhiều. Thôi cứ lấy một tí đi. Sợ quái gì. Giờ còn gì để mất đâu. Vé đang trả tiếc. Tiền không tiếc thì tiếc gì tí kim cương nữa. Rồi quay về đây nâng tiếp nhé. Quên nâng bên trang bị nhé. Cố gắng nâng cao nhất có thể. Tốn phết nhỉ, gần như là mất gần như hết tất cả nguyên liệu. Rồi mắc cấp hiện tại rồi. Còn sang bên tăng sao nè. Cố gắng tăng lên cũng cao nhất có thể thôi. Chứ còn không thể nói là cao quá được, rất là khó. Cái này vật phẩm thì không có nên không thể nâng cao được không? Cái khó nhất là kiếm cái vật phẩm đấy kìa. Lấy cái này về rồi có kiếm được cái này không? Rồi sang bên này xem nào. Nâng qua một tí đi. Ơ chết, ấn nhầm sang con ấy rồi, ấn nhầm sang con phát này lại làm sai rồi, sao ngày hôm nay toàn làm sai ấy nhỉ. Ấn nhầm sang con khác mới khổ chứ. Đây, ấn nhầm con này mới đúng, khổ quá ấn nhầm. Buồn thế không biết là, ngày gì làm toàn lỗi. Nâng cấp cái này lên cao nhất có thể.
Một ngày làm cái gì cũng sai lầm nhé. Đến cả cái việc nâng cấp đơn giản ấn nhầm tướng. Ấn nhầm ngay là Fubuki mới chán nhé. Chỉ là lên 86 sắp xỉ gần 87 rồi. Còn như vậy cái này tạm tạm về sang bên trang bị. Trang bị hiện tại cũng chả có gì nhiều đâu. Thì cứ vơ được cái set nào vứt sang set đó nhá. Xem mấy con kia có set gì nhỉ? Dù con này đang có set gì đây. Set này hơi thiên về tốc độ một tí nhỉ. Thôi lấy set này sáng được đây. Trước mắt cứ hủy ra đi. Đi vàng nó không dùng nữa thì cũng hủy nốt ra. Xem có tận dụng cái món gì thì vứt vào nó thôi. Cũng chả quan tâm, cũng không quan trọng đồ lắm đâu. Thì vì tầm này còn gì để mất đâu. Không, hủy hết ra. Để vứt lại trang bị lại đồ. Thế là trang bị đồ tạm tạm thôi chứ cũng chả biết trang bị kiểu gì đâu. Mình mới đang quán farm lại đồ nhưng mà chưa được nhiều lắm. Mới farm đúng một món đồ cam như đang để con Kabuto đeo hay sao ấy. Kiểm tra lại đồ tí nhá. Ví dụ con này đầu đang rất là tím, toàn đồ tím. Đây là được cái món đồ cam cho này. Dù chưa lấp lánh lắm được mỗi món đồ cam. Đang quán farm thêm. Rồi quay về con Zumi Man trước đi. Thôi cứ cho nó tí tốc độ nhỉ. Thôi để nó tấn công tốc độ tiếp đi. Đạt nào đang trang bị dở cho trang bị nốt đi. Này cũng tấn công tốc độ cho tạm rồi đi. Có nào ngon hơn không? Hay lấy tấn công. Rồi lấy tí tốc độ đi. HP tấn công. HP tốc độ tấn công bạo thương. Tấn công bạo thương. Cho lấy tấn công bạo thương đi. HP miễn thương tấn công HP miễn thương tấn công HP phòng thủ tấn công tốc độ. Rồi cho đấy tấn công tốc độ đây. Rồi đấy tấn công tốc độ nhé. Nó phứa lên tí mà đồ toàn đồ này chứ. À, Mai đang dùng tạm một chút cũng tấn công cũng nhiều. Thôi cứ để tạm như vậy đi. Còn sang con Kabuto sang con này nè. Con này muốn cho nó HP tí. HP. Có vẻ không cao lắm nhỉ. Để HP tốc độ dùng tạm như vậy. HP hiệu ứng à. HP phòng thủ. Có HP tốc độ này. Đang còn cái set này có tốc độ luôn thì thử xem liệu có làm nên trò chống gì với tốc độ không. Thử xem cái món tốc độ nó hợp gu một tí không. Tấn công bạo thương. Lấy cái tấn công bạo thương đi. Để lấy thử xét tấn công cho nó đi. Cho nó tăng kích hoạt một tí đi. Chung là lấy bừa thì mình cũng chả có quan điểm gì nhiều cái này đâu. HP tấn công. Còn mỗi món duy nhất tốc độ thôi thì dùng luôn đi. Rồi cho nó trọn vẹn tí để tăng thêm chút tốc độ này. Cho nó tí tốc độ hơi cao thì chả đếm gì không. cao phải mạnh cơ, cao yếu quá bình thường. Còn với cái kia kệ như vậy nhé. Này cường hóa, chắc phải cường hóa lại tí. Để HP tấn công xem cái nào ngon hơn không nhé. Chắc chả có đâu. Thôi mình ngại xem lắm. Giờ chúng ta sẽ đi cường hóa một chút đồ đi. Ví dụ như là đồ con này để 5673 cứ để tạm như vậy. Bạn sợ không đủ vàng nên không muốn cường nhiều. Kabuto thì cũng đang để tạm như vậy đi. Amai hơi thấp thì kệ vậy đã. Đây con này là cái này cộng 0 thì cường hóa một chút cho nó có tí chỉ số. Con này chưa cộng gì cả, cũng cộng lên tí. Và nó tốn vàng nhiều, sợ hết vàng thôi. Nói chung là một ngày có những sự sai lầm.
Để tạm tạm vậy thôi nhá, mình không cường quá cao rồi thì thấy vàng sắp hết rồi. Này có thể tăng xa thêm tí không? Thôi cái đấy bỏ qua nhá. Vậy cái team mình hiện tại đã để như vậy nhá, đi đánh đấm thử tí, chả biết đánh được ai hay không. Như hôm nay lượt đấu trường mình lại dùng hết rồi, sao cái này nhận qua tí quà đó. Thay lại tướng nhé. Thầy chắc vừa bắt buộc phải dùng thêm lần thôi, sẽ dùng thêm lần đánh thêm tí nhé. Dùng kim cương để khiêu chiến thêm một chút cho người xem. Tất nhiên có thể vẫn sẽ yếu thôi, mình khá là cùi. Mình sẽ thử xem thôi. Cái đội hình mình đang có khá nhiều sự hồi sinh đấy, chẳng qua là đồ đạc thì vẫn hơi yếu. Về mặt hồi sinh nó đang khá hồi sinh, hồi sinh khá tốt. Chim tấn công cả hàng. Gần được đấy, đánh gần được đấy. Giá còn nhiều máu phết đấy. Chắc không nhỏ bức thua không? Chắc có đánh được, chắc là win được đi. Ok, thắng. Đâu lắm, cảm giác lên hạng một tí. Đánh ngày xưa đánh toàn thua. Team mình tốc độ nó hơi thấp, thành ra đánh nó toàn đánh sau, nó hơi bất lợi tí. Nói chung là chưa cải thiện được vấn đề đồ đạc, thì cái đấy còn mất thời gian nhiều lắm. Tin mẹ chắc còn duy trì như vậy còn dài, cũng còn cần thêm thời gian để mình nâng cấp thêm một số thứ nữa. Đánh thử bàn này làm sao nhé. Các bạn toàn đánh sau tốc độ thấp quá. Nên là phải cải thiện cái tốc độ lên cao hơn tí nữa. Chứ ở tướng xịn mà đánh sau cái này dễ thua lắm.
Vấn đề chính ở đây là hai con đấy là hai con sống cuối cùng mà nó chết cùng nhau thì ra cái khả năng hồi sinh của nó không phát huy được hiệu quả không? Nói chung là team phải cứng cứng một tí thì mới hồi sinh được nhiều. Còn team mà cứ chết sớm thì nó sẽ chết cùng luôn thôi. Đánh thử xuống bạn hạng 246 nhé. Đấm nhiều phát thế này chết sừ dán được ở đâu. Ở nói chung là nhìn chung thì tướng thì xịn rồi nhưng mà đội hình đánh tầm này là chưa đủ mạnh để đánh rồi. Tốc độ thấp quá phải cải thiện thêm đồ nhiều. Cũng như là nâng hoàn thiện nốt tướng. Tướng thì nâng sẽ gần gần tương đối rồi. Còn với cái vấn đề hoàn thiện cái chỗ đồ thì vẫn cần thêm thời gian một chút thì mới làm được. Đánh thêm nốt lần nữa là nhận thuốc cái thưởng cuối nhỉ. Đây đánh thử bạn 256 xem nào. Kế thêm với cái mảnh luôn cho nâng cấp cho nó dễ. Nói chung là không đánh được. Chật vật lắm. Nói chung là phải đánh được tốc độ cao đánh trước thì mới có hy vọng được. Đánh sau thì rủi ro lắm. Nếu thay đổi nhầm ít quái nhân thì chắc tiếp tục nâng tiếp cái con Phượng Hoàng lên tí thôi. Thế nãy mình đổi lỡ đổi nhầm rồi mình nâng tiếp lên thêm một bậc nữa. Vậy lên thành 4 sao, 4 sao vàng với 1 sao tím. Thằng nào đánh đổi nhầm mảnh rồi không? Còn cái con này phải từ từ thôi, con này bây giờ đổi cũng chưa đủ được không? Phải từ từ thôi. Đây nhưng mà cái nhiệm vụ ấy, có nhiệm vụ nó yêu cầu đi con zombie man này cho vào đi cái chỗ tai họa bất ngờ gì vậy? Đây, có sát sống di động vượt ải tai họa bất ngờ 9 lần đúng không? 9 lần với 3 lần là được quà không phải chui vào đánh thôi. Đổi tướng lại một chút để mình đổi cái con sắc sống vào. Để mình đi làm luôn nhiệm vụ luôn cho tiện không? Đằng nào cũng có tướng từ sớm rồi. Không chỉ riêng mình, có vẻ các bạn khác cũng có không? Đây bạn này cũng có này. Thì đang thiếu một con rắc đấu nữa. Kể ra một bạn nữa phải cho con rắc đấu nó vào để kích nhiều hơn. Để vậy chưa kích hoạt tối đa được sức mạnh tướng. Chắc là xem nốt cái này xong kết thúc video thôi. Tại vì cảm giác bây giờ không lên thêm gì rồi, cần thêm thời gian. Nói chung nick không có tài nguyên nhiều nên chỉ được như thế thôi. Cần thêm thời gian để tu sửa tiếp. Chắc là win thôi, con này bây giờ bình thường nhìn chất tướng của mình, chất tướng team này khỏe chắc là win luôn thôi.
Chứ đánh cái này bây giờ cũng dễ hơn ngày xưa nhiều. Ngày xưa đánh thì hay thua, bây giờ đánh cũng dễ hơn nhiều. Ok, như vậy là win nhé. Như vậy thôi, mình sẽ kết thúc lại video ở đây nhé. Nếu bạn nào thấy video này thú vị cho bạn, đừng quên là like, đăng ký kênh, ủng hộ cho mình không? Ủng hộ mình nhiều nữa thì donate cho mình thông qua link phần mô tả video. Còn bây giờ thôi, mình xin chào và hẹn lại các bạn trong các video sau nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Xin chào nhé.